Hương Thơ xin được trở lại với phần 2 của chương trình Câu chuyện y khoa được bảo trợ bởi một trong những bệnh viện được quý vị bệnh nhân đồng hương rất là yêu thích, đó là bệnh viện Memorial Care Orange Coast. Và Hương Thơ làm việc toàn thời gian ở đó. Xin quý vị gọi cho Hương Thơ nếu có mọi thắc mắc là 714-378-7969. Và vị khách nói chuyện ngày hôm nay với Hương Thơ là bác sĩ Đan Lê, chuyên về tim mạch và tim mạch can thiệp. Và số điện thoại của bác sĩ Đan Lê là 714-714-0075, 714-714-0075, văn phòng nằm trên đường Bô Sa, góc đường Bussard, ngay trong trái tim của Lý Đô Sài Gòn. Và đề tài ngày hôm nay bác sĩ đang nói với chúng ta về cái bệnh giãn tĩnh mạch chân, gọi là varicose vein. Thưa bác sĩ, cái bệnh này nó có nguy hiểm không bác sĩ? Và cái dấu hiệu như thế nào, cái symptom ban đầu như thế nào ạ? Thưa chị Hương Thơ và kính thưa quý vị, khi mà chúng ta bị giãn tĩnh mạch hoặc là suy giãn tĩnh mạch đó, thì cái triệu chứng thường gặp nhất là chân của chúng ta bị sưng, và đặc biệt cái sưng nó càng ngày càng tiến triển dần. Đặc mà ban ban sáng á, chúng ta ngủ dậy á, thì nó sưng ít, nhưng mà càng ngày càng về chiều đó thì cái sưng đó tăng dần lên. Cả hai chân ạ. Thường nó xảy ra thường giãn tĩnh mạch xảy ra cả hai chân, và tăng dần theo Thời tới chiều, gian. theo thời gian. Dạ. Dạ vâng. Và khi đó mình cảm giác rất là nặng chân, mình đi cảm giác rất là nặng nề, và chân mình cảm giác giống cảm giác như lúc nào có một pressure ở trong cái chân mình, nó nặng lắm và đôi khi rất là đau. Và đặc biệt thưa quý vị, khi mà nếu mình không phát hiện sớm và điều trị kịp thời thì lâu ngày dẫn đến mình bị cái chân mình không đủ máu nuôi, dẫn đến bị lở loét và những vết thương rất là khó lành thưa quý vị. Nó triệu chứng cũng giống như bị tiểu đường phải không á bác sĩ? Và tương tự bệnh tiểu đường thưa chị Hương Thơ, mà bệnh tiểu đường á thì đa số là bệnh về mạch máu, những cái động mạch ngoại biên. Còn cái bệnh giãn tĩnh mạch là bệnh về về tĩnh mạch và những cái ulcer riêng biệt của tĩnh mạch và rất là khó lành. Và đặc biệt thưa quý vị, khi mình bị giãn tĩnh mạch đó thì nó sẽ tăng áp lực tĩnh mạch ở dưới chân của chúng ta, và dẫn đến là thiếu oxy, dẫn đến thiếu oxy cung cấp cho những cái mô ở dưới dưới chân của chúng ta. Và nếu mà lâu ngày thưa quý vị, thì những cái red blood cell là những cái tế bào hồng cầu á, nó sẽ vỡ ra và tích tụ dưới dưới những cái mô mô dưới da của chúng ta nè. Bởi vậy quý vị thấy là những người bị giãn tĩnh mạch lâu ngày đó, da dưới chân họ rất là sậm, đổi màu giống như màu sô cô la vậy thưa quý vị, đổi màu. Đó là khi mà lâu ngày những cái fibrin hoặc là hemosiderin, những cái tế bào vỡ hồng cầu á, lâu ngày đồng lại, bởi cái đó là thay đổi màu da chân của chúng ta càng ngày càng đen hơn và tiến triển nặng hơn á, là những vết thương khó lành. Và ông Thơ thấy một cái dấu hiệu mà dễ thấy nhất là tại vì bác sĩ nãy nói là cái bác sĩ có thể giúp về chữa bệnh và cũng về vấn đề thẩm mỹ, thì tất nhiên nó sẽ những cái sợi gân nó cứ xanh lè như những con trùng nó đang bò trong chân phải không bác sĩ? Đó là những cái dấu hiệu đầu tiên luôn mình có thể thấy liền hay là lúc mà nặng ạ. Đúng rồi chị Hương Thơ. Thường á, mình thấy ở người Việt Nam mình hay gọi là cái gân á, cái gân chân nổi sao mà xanh quá, mà càng ngày càng bự và nó ngoằn ngoèo với một con giun á, thưa quý vị. Đó là cái giãn tĩnh mạch chân, và thường khi đó là đã tiến triển càng Nặng ngày lên. tiến triển nặng rồi thưa quý vị. Tại vì khi mình tăng áp lực mạch chân á, thì cái tĩnh mạch đó càng ngày càng ngoằn ngoèo. Và đặc biệt thưa quý vị, khi mà chúng tôi điều trị về giãn tĩnh mạch chân đó, không những giúp quý vị cải thiện về triệu chứng, bớt phù hơn, chân sẽ bớt đau hơn khi quý vị đi lại và bớt nặng nề hơn khi quý vị hoạt động, mà ngoài ra thưa quý vị còn làm cho cái cosmetic thưa quý vị, Thẩm mỹ do cảm giác thẩm mỹ hơn, đặc biệt là những người phụ nữ chị Hương Thơ, mang váy mà để họ dưới mặc chân mà váy có á, những con giun như và họ vậy. mặc váy mà có những cái gân chân mà nổi ngoằn ngoèo đó, thì chúng tôi sẽ điều trị và cái đó càng ngày sẽ càng biến mất và cảm giác rất là đẹp hơn thưa quý vị. Hương Thơ thấy người đa số người già đó thường được cái gân chân họ đậm hơn thì có lẽ là một trong những dấu hiệu của bệnh giãn tĩnh mạch không ạ? Dạ đúng rồi chị Hương Thơ, đó là cũng là một trong những dấu hiệu của giãn tĩnh mạch đó. Vậy cái da nó cũng khô, nó cũng khác biệt hơn khô với hơn và ngứa hay là nó mỏng hơn không bác sĩ? Kính thưa quý vị, khi mà mình bị giãn tĩnh mạch lâu ngày đó, thì những cái mô ở dưới da của chúng ta và kể cả da của chúng ta luôn, nó thiếu oxygen để cung cấp cho da của chúng ta, và dẫn đến da mình rất là dễ khô, dễ dễ bị sần sùi, khô và ngứa lắm thưa quý vị. Bởi vậy khi mà mình điều trị giãn tĩnh mạch chân thì những triệu chứng đó thường là biến mất thưa quý vị.
Vâng, một lần nữa thì đây những cái yếu tố mà quý vị thấy mà mình có nguy cơ bị cái bệnh này thì nên gọi ngay bác sĩ Dan Lê để xin chữa trị. Đó là quý vị thấy chân đau nhức hoặc thấy nặng nề phải không ạ? Khi mà đứng lâu, ngồi lâu có bị không bác sĩ? Dạ, ngồi lâu đứng lâu gì cũng Cũng bị hết cũng chị Hương cũng Thơ. cũng Dạ, cảm thấy đau tại đầu. vì khi mà mình ngồi lâu với đứng lâu thưa quý vị, thì cái trọng lực của chúng ta sẽ dồn xuống dưới chân. Thì lâu ngày thưa quý vị, sẽ tăng áp tăng áp lực của cổ thành tĩnh mạch, dẫn đến suy giãn tĩnh mạch. Và thưa quý vị, ngoài cái van mà cổ thành tĩnh mạch chúng ta đó, thì cái chức năng khác gọi là nó gọi là calf muscle pump, là cái cơ của chúng ta ngay ngay Cơ bắp đó, bắp bắp vế thưa vế. quý vị, cũng có chức năng là pump pump cái máu ngược về tim của chúng ta. Bởi vậy thưa quý vị, thường cái giãn tĩnh mạch thường gặp ở những người mà hay ngồi lâu, họ làm việc mà họ không đi lui lại nhiều, không vận động nhiều, thì lâu ngày cái muscle pump của cái bắp vế chúng ta đó nó không hoạt động nhiều, dẫn đến không bơm ngược máu về tim của chúng ta. Dạ, bởi vậy nó sẽ gây ra giãn tĩnh mạch luôn thưa chị Hương Thơ Vậy và mấy người thưa quý vị. mà không có vận động, không chịu exercise, không tập thể dục là cũng có nguy cơ. Và nếu quý vị thấy cái những cái tĩnh mạch nó xanh và phình ra dọc theo đùi, mắt cá hoặc đầu gối á, như Dạ. những con giun đó, da khô ngứa hay là nó thay đổi màu da, nó đậm màu hơn, thì quý vị đó là những cái yếu tố, một trong những yếu tố mà bác sĩ vừa nói là đó là những dấu hiệu mình có thể bị giãn tĩnh mạch. Và hồi nãy câu hỏi mà bác sĩ chưa trả lời là cái bệnh này nó có nguy hiểm không thưa bác sĩ? Dạ. Thưa chị Hương Thơ và kính thưa quý vị, bệnh suy giãn tĩnh mạch đó thì không có giống như bệnh tim mạch đâu thưa quý vị. Bệnh tim mạch đó thì mình không phát hiện sớm á thì có thể cướp đi sinh mạng của chúng ta lúc nào không hay đó. Nhưng bệnh suy giãn tĩnh mạch thưa quý vị, có thể nó không cướp đi sinh mạng của chúng ta, nhưng mà nó làm cho cuộc sống của chúng ta không được thoải mái, và nó gọi là the quality of life á, Cái phẩm chất đời là sống phẩm đó. chất của cuộc đời sống nó không được thoải mái thưa quý vị. Lúc nào á mình cũng cảm giác cái chân mình, trước tiên về thẩm mỹ á, nó không có đẹp với đợt, và tiếp theo quý vị, nó bị phù nề Bị và sưng. bị sưng, lúc nào cũng nặng nề và nó đau khi mình đi lui đi lại. Và nếu mình không điều trị kịp thời đó thì lâu ngày sẽ dẫn đến lở loét. Mà lở loét đó, thưa chị thưa và kính thưa quý vị, mình không điều trị cái lở loét đó càng ngày sẽ nhiễm trùng, và có khi mình mất đi về cái nhiễm trùng đó đó. Vâng. Nãy chúng ta cũng quên hỏi một câu hỏi này là bác sĩ về tim mạch mà tại sao lo về các bệnh về tĩnh mạch mà chúng ta thấy là nó cũng liên quan về mạch máu nhưng bây giờ bác sĩ cũng có thể chữa những người bị giãn tĩnh mạch ở văn phòng phải không ạ? Dạ, thưa chị Hương Thơ và kính thưa quý vị, chuyên khoa về tim tim mạch là vừa 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 tim và vừa mạch máu, nhưng mà tôi rất là may mắn được được train ở những bệnh viện lớn ở Hoa Kỳ, và đặc biệt cái training cuối cùng của tôi là về tim mạch can thiệp. Thì tôi train về can thiệp về mạch máu ở trong tim và can thiệp về mạch máu ở ngoại biên, kể cả quý vị bị những cái bệnh về động mạch chân hoặc động mạch, hoặc là những bệnh về tĩnh mạch, tôi được can thiệp cả. Vậy bác sĩ có thể chăm sóc trái tim chúng ta cho đến chân luôn. Dạ. Thưa bác sĩ, vậy khi nào họ cần gặp bác sĩ là khi họ thấy những cái dấu hiệu đó là phải đi hẹn gặp liền phải không ạ? Dạ. Thường thưa quý vị, khi mà quý vị có những triệu chứng giống như là bị sưng chân, cái chân mình rất là nặng, hoặc là quý vị đi lại một đoạn đường rất là ngắn nhưng mà cảm giác chân nó rất là đau, và đặc biệt những người mà họ có những bệnh nền, hoặc là hút thuốc lâu ngày, hoặc là những cái người phụ nữ mà lúc mang thai họ bị sưng chân, thì hoặc là những quý vị bị lở loét chân, mà với những vết thương khó lành lâu ngày ở chân, thì nên đi gặp bác sĩ. Bác sĩ cũng như có thể gặp bác sĩ gia đình, có thể gặp bác sĩ Đan Lê cũng được phải không ạ? Hay là có cần phải giới thiệu của bác sĩ gia đình tới bác sĩ hay có thể đi thẳng tùy theo bảo hiểm phải không ạ? Dạ đúng rồi chị Hương Thơ. Dạ vâng. Đến đây thì khi một lần nữa Hương Thơ mới nhắc lại số phone của bác sĩ Đan Lê là 714-714-0075, 714-714-0075, văn phòng nằm ngay trên đường Bosa, góc đường Bouchard, rất là gần đài thưa quý vị. Vậy thưa bác sĩ, cái câu hỏi kế tiếp là cách điều trị cái bệnh giãn tĩnh mạch trên chân á, có thể làm ở văn phòng hay là có phải đi vào bệnh viện hay là bao lâu họ thấy được kết quả ngay lập tức ạ? Dạ,
Thưa quý vị, cái cách điều trị của giãn tĩnh mạch chân, trước tiên là điều trị về nội khoa. Là thưa quý vị, khi mà thường đó mà khuyên bệnh nhân đó là nếu mà không hoạt động gì cả thì cố gắng kê kê chân cao lên một ngày ít nhất là 3 lần đến 4 lần, mỗi lần ít nhất là 30 phút. Mà khi quý vị kê chân cao đó thì quý vị kê chân at least at the heart level, là quý vị kê chân Kê đây ha, dạ bằng bằng chúng cái bằng cái level của tim của mình vậy à. thưa quý vị. Và khi mà quý vị và cố gắng đi bộ thường xuyên, thì khi mà quý vị đi bộ đó thì cái calf muscle pump của quý vị á, sẽ bơm ngược máu về tim của quý vị, thì nó làm giãn cái tăng áp lực tĩnh mạch chân. Và nếu không, khi quý vị ngồi đó thưa quý vị, thì quý vị cố gắng co duỗi chân như vậy thôi, cố gắng co duỗi chân, co duỗi chân thì nó lại làm tăng cái muscle pump ở chân quý vị lên thì sẽ đỡ rất là nhiều. Và đặc biệt thưa quý vị nên nên gọi là nó wear compression short đó thưa quý vị, cái Mang dớ với y tế. là mang dây y tế đó để bóp chặt chân của quý vị. Khi mà mình đeo dây y tế nó rất là hiệu quả thưa quý vị. Thứ nhất á, làm giảm phù nề. Thứ hai á, làm tăng tưới máu và tăng oxygen tưới vào những cái mô ở chân của chúng ta. Và tiếp theo á, nó làm giảm viêm luôn, giảm cái cơ chế viêm của chân chúng ta. Thì sau khi mà quý vị điều trị ba cái đó là về kê chân cao, hoạt động exercise và quý vị qua cái giới y tế mà không bớt thưa quý vị, thì lúc đó chúng tôi sẽ chuyển qua quý vị điều trị bằng bằng những thủ thuật, mà những thủ thuật đó rất là nhẹ nhàng thưa quý vị. Chúng tôi làm ở tại phòng mạch luôn, tại phòng mạch quý vị không cần vào bệnh viện đâu, chúng tôi làm tại phòng mạch thì chúng tôi sẽ gây tê tại chỗ cho quý vị, và những thủ thuật đó thường kéo dài trong 15 đến 20 phút thôi thưa quý vị. Xong rồi sau khi thủ thuật thì quý vị có thể đi về ngay, về nhà ngay. Vậy mình không có uống thuốc cho nó hết không bác sĩ? Dạ không cần uống thuốc chị Hân thơ. Dạ cái thủ thuật rất là nhẹ nhàng, Vậy mình làm tại phòng mạch thì sau đó quý vị sẽ được về nhà. vậy mình massage chân nó có bớt không bác sĩ? Thường massage chân giống như là cái exercise hoặc compression short đó chị Hân Làm thơ. cách massage ha. Dạ, để bơm giống như làm vậy, có cái calf muscle mình bơm máu ngược về trong tim thôi, nó cũng có hiệu quả đó. Mình có thay đổi cách ăn uống như là giảm bớt ăn mặn, ăn uống cà phê, uống rượu không bác sĩ? Nó có tác dụng với cái chân mình không? Dạ, cái quan trọng nhất đó thưa chị Hân Thơ và thưa quý vị là mình ăn uống làm sao để cho cân nặng mình nó giảm xuống. Ví dụ mình ăn ít mỡ, ăn ít đường, ăn ít cơm rồi lại. Mục đích cuối cùng là giảm cân nặng của chúng ta xuống. Khi mà mình giảm cân nặng của chúng ta xuống đó thì cái bệnh mà suy giãn tĩnh mạch đó có thể cải thiện một phần nào. Vâng, cảm ơn bác sĩ rất nhiều. Vừa đúng lúc là chúng ta đã hết giờ ngày hôm nay. Vâng, quý vị vừa nghe bác sĩ Dan Lê chuyên về bệnh tim mạch cũng như tim mạch can thiệp, trình bày về bệnh giãn tĩnh mạch chân. Và nếu quý vị có những các bệnh tim mạch hay về cái bệnh mà chúng tôi vừa trình bày, xin quý vị gọi điện thoại số 714-714-0075 để làm hẹn với bác sĩ Dan Lê. Văn phòng nằm ngay trên đường Bô Sa, góc đường Bruchsas. Hương Thơ xin thành thật cảm ơn bác sĩ và hẹn bác sĩ vào lần khác ạ. À. Xin cảm ơn chị Ân Thơ. Xin cảm ơn quý vị. Chúc quý vị sức khỏe và bình an. Chương trình Câu chuyện y khoa xin hẹn quý vị vào lần sau. Xin kính chào.